Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Trứng chim cúc cu này thuộc về ai? Tác giả Kego Higashino, biên dịch Huỳnh Công Tước, đơn vị ủy thác bản quyền Kobunsa, thông qua Japan Uni Agency và Squirrel Rice Agency, bản quyền 2010, Kego Higashino, giọng đọc Dương Nhi, chương 1. Cô bé xuất phát trong màn tuyết mỏng đang rơi lất phất. Phần thân trên của cô hơi cao khiến ông chú ý. Mỗi khi xúc động, cô có thói quen ngước mặt lên trời và hít thở. Nhưng khi băng qua các cọc chướng ngại vật, phần cơ đang căng cứng đó lại được thả lỏng. Kỹ thuật sử dụng cạnh phán trượt không thừa chút nào. Cô bé vốn dĩ mạnh mẽ và dũng cảm. Địa hình tuyết nhiều chỗ dốc, dựng đứng cũng không làm cô sợ hãi hay nào núng. Nhưng ngay khi vào địa hình dốc nhẹ, cô đã mắc một lỗi nhỏ. Mỗi khi trượt qua đỉnh dốc, cô không thể nào tập trung được. Nếu cứ như thế này, dù có chiến thắng các giải trong nước đi chăng nữa, thì những thử thách đó cũng không thấm vào đâu so với các giải thế giới. Quả nhiên, cô bé không thể nào tăng tốc khi vào đến địa hình dốc, nên thời gian kết thúc cũng không mấy ấn tượng. Mặc dù vậy, cô đã hoàn tất chặng đường với kết quả không đến nỗi nào. Đến đoạn cô bé cán đích và uể oải lắc đầu, Hida Hidomasa với tay lấy điều khiển đầu đĩa DVD. Ông tua lại đoạn cô bé băng qua địa hình dốc, rồi để cho cuộn băng chiếu ở chế độ chậm. Tư thế lao vào cọc chướng ngại của cô bé có một chi tiết khiến Hida phải chú ý. Chính là tư thế đó. Hida dừng đoạn phim lại. Trên màn hình, người nữ vận động viên đưa vai trái ra phía trước để chuẩn bị lao về phía cọc chướng ngại. Ông sướng người và dí mặt sát vào màn hình. Đúng vào lúc Hida đang lẩm bẩm, thần trụ nghiêng xuống dưới thấp quá, thì có tiếng nói vang lên ngoài cửa. Thưa ông, có khách muốn gặp ông ạ. Hida nhìn về phía cửa ra vào. Một cô nhân viên mặc áo thun có cổ màu xanh thẫm đang đứng ở cửa. Tôi biết rồi, cô mời họ vào giúp tôi. Vâng. Cô nhân viên trả lời rồi quay đi. Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào phòng. Thân hình rắn chắc, vạm vỡ của anh ta rất phù hợp với bộ vest màu xám. Anh ta trạc 35 tuổi hoặc ít hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc ông đang bận. Anh ta đưa Hida tấm danh thiếp. Trên đó có đề dòng chữ Iyusuke Iyusuke, Phó trưởng phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Phát triển Thể thao Shinsei. Mời cậu ngồi. Xin lỗi cậu, văn phòng hơi chật. Ông Hida mời khách ngồi xuống chiếc ghế gấp. Quả thật, căn phòng có rất nhiều tủ, chất đầy tài liệu, thùng cắt tông và không có đủ chỗ ngồi cho tất cả nhân viên và huấn luyện viên. Cảm ơn ông. Iyusuke ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi màn hình TV. Nhận ra điều này, Hida vội vàng với lấy chiếc điều khiển. Vận động viên Hida Kazami phải không ạ? Đúng rồi. Ông lấy đoạn phim này ở đâu vậy? Hida đưa cho Iyusuke xem một chiếc phong bì nằm bên cạnh. Takakura ghi lại hình ảnh của đợt huấn luyện tập trung và gửi cho tôi. Đợt huấn luyện ở Canada phải không ạ? Thật tuyệt vời. Ông không phiền nếu tôi xem một chút chứ? Anh cứ tự nhiên. Hida chuyển cho Iyusuke chiếc điều khiển. Iyusuke xem lại từ đầu. Đến cảnh Kazami bắt đầu trượt, ông Hida không thể rời mắt khỏi màn hình. Ông thấy thế nào? Sau khi xem xong, Iyusuke cất tiếng hỏi, tay vẫn cầm điều khiển và ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Thế nào ư?
Hida cố giữ vẻ bình tĩnh. Thực sự, ông rất vui khi nhìn thấy con gái mình trượt tuyết. Tôi rất muốn nghe nhận xét của một người cha. Và thật tuyệt vời khi những nhận xét đó lại dựa trên quan điểm của một cựu tuyển thủ Olympic. Tôi thấy vận động viên thời nay có quá nhiều điều kiện thuận lợi. Họ được quay phim cả những đợt huấn luyện, lại còn được đi tập luyện ở nước ngoài nữa. Công ty Anh cũng đầu tư đáng kể cho thế hệ này nhỉ? Công ty chọn Kasami vì cô ấy có rất nhiều triển vọng. Ông có bình luận gì về kỹ thuật trượt tuyết của cô Kasami không ạ? Sắp tới tôi có lịch hẹn gặp huấn luyện viên Takakura. Tôi sẽ chuyển lời khuyên của ông đến anh ấy. Hida vội phất phất tay. Như thể ông đang cố xua con ruồi bay trước mặt. Cậu là chuyên gia về khoa học thể thao nên cậu biết mà. Những kỹ thuật trượt tuyết của 20 năm trước chẳng giúp ích gì nữa rồi. Với lại, con gái tôi đã có Takakura lo. Tôi chẳng có điều gì cần nói cả. Nếu cậu có gặp Takakura, thì cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy. Ijiuzuki nói bằng giọng nghiêm túc. Đúng là theo thời gian, có nhiều dụng cụ thể thao ra đời và luật chơi đã thay đổi, nên kỹ thuật trượt tuyết cũng thay đổi theo. Có những lý thuyết không thể tiếp tục vận dụng được nữa, nhưng không có nghĩa là tất cả đều thay đổi. Mọi thứ căn bản vẫn như thế, chẳng hạn như thể lực luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của một vận động viên trượt tuyết. Dù bao năm trôi qua, thì điều này vẫn vậy. Ý cậu là gì? À, mà cậu tìm tôi có việc gì không? Hida liếc nhìn tấm danh thiếp của Ijiuzuki đặt trên bàn. Trưởng phòng Kotani đề nghị tôi hỗ trợ các chuyên gia nghiên cứu khoa học thể thao. Ijiuzuki điều chỉnh tư thế ngồi. Có lẽ ông đã biết là trung tâm Shinse chuyên nghiên cứu các khía cạnh khoa học thể thao và chúng tôi tập trung đầu tư tìm kiếm những phương pháp nhằm phát hiện tài năng của vận động viên thể thao trên cơ sở khoa học. Tôi có nghe qua. Một trong những thành tựu ban đầu mà chúng tôi gặt hái và đang nhận được sự quan tâm lớn là gen di truyền. Không phải năng lực thể thao của người nào cũng giống như người nào. Sẽ không có sự khác biệt đáng kể nếu chỉ dừng ở mức độ chơi thể thao theo sở thích. Nhưng liệu có thể trở thành vận động viên đẳng cấp thế giới hay không thì lại liên quan lớn đến tài năng thiên bẩm. Đó là suy nghĩ của chúng tôi. Ijiuzuki chia sẻ đầy nhiệt huyết, nhưng Hida chỉ lắng nghe một cách vô cảm. Thời tôi còn trẻ, người ta nói với nhau rằng không có tài năng nào thắng được sự chuyên cần và nỗ lực. Đúng là cần phải nỗ lực. Người chỉ nỗ lực 50 phần, không lý nào lại thắng được người nỗ lực 100 phần. Nhưng giả sử tất cả đều nỗ lực 100 phần như nhau, thì không phải chính tài năng sẽ là điều kiện quyết định thắng bại hay sao? Hida gõ gõ ngón tay trên bàn, một thói quen mà chính ông cũng nhận ra mỗi khi ông cảm thấy lo lắng. Điều này còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Tôi không có ý kiến về kết quả nghiên cứu của các cậu. Mà cậu đến gặp tôi có việc gì không? Ijiuzuki lấy ra một tập tài liệu. Trên đó có ghi nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc tính thi đấu và sự kết hợp gen kiểu F. Thế giới cũng đang tiến hành những nghiên cứu như chúng tôi đang làm. Và họ đã phát hiện ra rất nhiều gen liên quan đến năng lực vận động. Tuy nhiên, thực tế là họ vẫn chưa thể kết luận được mức độ ảnh hưởng của từng loại gen. Chẳng hạn như ở vận động viên chạy nhanh, không phải cứ có lực tức thời lớn thì sẽ mang lại hiệu quả, mà cần có kỹ thuật chạy đúng hoặc cảm nhận của vận động viên về thăng bằng và nhịp độ. Nếu là kỹ thuật thi đấu của các môn thể thao với bóng hay đối kháng, câu chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Sự kết hợp giữa các kiểu gen di truyền sẽ tạo ra đặc điểm cơ thể phù hợp với loại hình vận động. Có thể nói đây là một đề bài khó giải. Hida nhìn Ijiuzuki và hỏi. Cậu muốn tôi cùng giải quyết vấn đề đó sao? Đúng vậy ạ. Như tôi đã chia sẻ, điều quan trọng không phải là gen di truyền, mà là sự kết hợp giữa các gen di truyền. Chúng tôi đã phân tích gen của rất nhiều vận động viên hàng đầu. Kết quả là... Ijiuzuki mở tập tài liệu và đưa cho Hida xem.
có một số kiểu kết hợp giữa các gen. Trong đó có một kiểu gọi là F. Những vận động viên có gen kết hợp theo kiểu F có khả năng xử lý thông tin thị giác và cân bằng cơ thể một cách tuyệt vời. Họ còn có năng lực ứng phó với những thay đổi rất nhanh chóng. Biểu đồ này cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa năng lực vận động của người có gen kết hợp kiểu F và những người khác. Trong tập tài liệu còn nhiều biểu đồ chi tiết khác, nhưng Hida chẳng buồn xem mà đẩy tập tài liệu về phía Iyusuke. Không cần giải thích những điều này. Cậu muốn tôi làm gì thì nói luôn đi. Vâng, chúng tôi nhận thấy có rất ít người Nhật có gen kết hợp kiểu F này, và đó có thể là nguyên nhân các vận động viên Nhật chưa xuất hiện ở các cuộc thi tầm cỡ thế giới. Nhưng may mắn là chúng tôi đã tìm ra một vận động viên có kiểu gen kết hợp đặc biệt này. Không ai khác. Đó chính là con gái ông, vận động viên Hida Kazami. Hida hơi lùi lại. Vậy sao? Ông không vui ư? Người cha nguyên là tuyển thủ Olympic. Cô con gái hiện là đại diện của Nhật Bản và đang có nhiều triển vọng. Trong người cô ấy còn có một kiểu gen thể thao rất đặc biệt. Và những người nghiên cứu như chúng tôi muốn khám phá xem người cha có kiểu gen gì. Liệu khoa học có thể chứng minh là hổ phụ sinh hổ tử hay không? Không đời nào. Tôi không nghĩ cậu dám đề nghị như vậy. Thật là vớ vẩn. Tôi không hợp tác gì cả. Mời cậu về. Xin cho tôi thêm vài phút. Chỉ cần ông cho phép chúng tôi nghiên cứu kiểu gen của ông thôi. Nếu kết quả là có gen kết hợp kiểu F trong hệ gen di truyền của ông, thì chúng tôi rất hân hạnh mời ông cùng con gái tới phòng nghiên cứu của chúng tôi. Hida ngăn Iyusuke lại. Chúc kết quả nghiên cứu của cậu thành công. Nhưng xin đừng đụng đến cha con tôi. Tôi đã dạy con gái tôi trượt tuyết. Tôi đã truyền hết cho nó mọi kỹ thuật của mình. Không những thế, tôi còn dạy nó tầm quan trọng của nỗ lực, bởi tôi nghĩ tài năng không di truyền. Cậu đã đánh giá sai một điều rất quan trọng rồi. Điều gì vậy ạ? Hida thở dài. Thực ra, tôi không có tài năng gì. Dù tôi đã được cử đi tham dự Olympic, nhưng đến cả việc lọt vào top đầu tôi còn chẳng làm được, huống chi lên bục nhẫn huy chương. Tôi chỉ là một tuyển thủ tầm thường mà thôi. Dạ không, đó lại là chuyện khác. Cậu về đi. Hida đứng dậy và cúi đầu chào. Phiền cậu tìm người khác. Vì không tìm được ai nên tôi rất muốn mời ông. Cậu đi mà nhờ cha con nhà Ken Riffy. Iyusuke lắc đầu ngán ngẩm. Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi xin phép làm phiền ông đến đây thôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tìm cách khác. Cậu có đến nữa cũng vậy thôi. Tôi không hợp tác gì hết. Tôi tin là trong khi dạy cho Kazami, ông cũng ngạc nhiên về tài năng vượt trội của cô bé. Ông không muốn biết lý do sao? Tôi không quan tâm đến tài năng. Với một vận động viên, quan trọng nhất là nỗ lực và kết quả. Đừng bắt tôi phải nói đi nói lại nữa. Iyusuke thở dài. Anh cất tập tài liệu vào cặp rồi nói: Tôi sẽ lại đến. Mong lần tới cậu đến để nói chuyện khác. Tôi sẵn sàng hợp tác với những vấn đề kiểu như nghiên cứu cách luyện tập hiệu quả để có một cơ thể thon gọn săn chắc. Dạo này kinh tế suy thoái, hội viên đăng ký ít nên phòng tập của chúng tôi cũng lao đao lắm. Cũng có chuyên gia về mảng đó nên tôi sẽ trao đổi với họ. Hida trở về ghế ngồi. Ông nhìn hình ảnh của Kazami trên màn hình, hướng chiếc điều khiển về phía TV. Ông bật lại đoạn video từ đầu để xem một lần nữa. Hổ phụ sinh hổ tử à? Iyusuke đã nói đúng. Ông đã nhận thấy Kazami có tài năng bẩm sinh ngay khi mới bắt đầu dạy trượt tuyết cho con gái. Ông từng nghĩ, con tôi phải thế. Hổ con rồi sẽ lớn, sẽ trở thành một chú hổ dũng mãnh. Nhưng cậu đã nhầm rồi, Iyusuke à. Hida thầm thốt lên khi nhìn đường trượt dũng mãnh, dứt khoát của con gái. Tài năng của con bé không liên quan gì tới cha nó cả. Ngay cả khi nó gọi Hida Hidomasa này là cha. Hết chương 1.
Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.